Rồi chào các bạn. Thì ngoài đại tu máy, bảo dưỡng máy zin, sửa chữa máy zin thì em còn làm những việc gì nữa? Thì là thay bố thắng, nhông sinh dĩ, chụp bu ri, lọc gió, thay băng vệ sinh, em đều có làm hết. Thì băng vệ sinh là băng vệ sinh trên xe. Xe này xe full ít nó sẽ có cái băng vệ sinh là cái lọc xăng ở dưới đây. Chắc chắn là sẽ nhiều anh em không biết cái vụ đó nhưng mà nó có các bạn. Rồi thì một cái xe như vậy thì người chủ xe cần làm cái gì? Chủ xe đây là con gái, thì con gái có thể anh ta không rành, cho nên em sẽ làm chi tiết cụ thể đó. Sau này có nhiều bạn nữ muốn làm thì có thể tự chạy xe tới tiệm em làm như chị này. Thì chị này vô là yêu cầu làm bằng chân, kinh tế có tầm 5 đến 7. Đặt rõ yêu cầu luôn là xe đi làm hàng ngày, chỉ muốn làm dàn chân không làm phần máy, sau này sẽ ghé tay làm phần máy sau. Thì làm dàn chân là bao tay bị rách thì sẽ thay bao tay. Cần thắng bị mòn thì sẽ thay cần thắng và làm lỗ chống đứng lại. Làm lỗ chống đứng là cái lỗ này nè các bạn, là làm lỗ sườn đó các bạn. Rồi cao su ghét chân sau, đi quá mòn thì mình thay. Và sẽ rút căm, nhông sinh dĩ, bố thắng, bạc đạn bánh, vỏ đồ mình kiểm tra hết. Và cái phu dưới là nó hay rè cái này, thì mình có hỏi là muốn làm hay không, thì không làm mình sẽ không thay và không mua phụ tùng. Tất cả phụ tùng sẽ thay bằng phụ tùng zin chính hãng. Em không là phải là hãng Honda nhưng mà em chuyên xài phụ tùng chính hãng nha. Rồi đây cao su cái chân trước thì bị rách thì mình sẽ thay đó. Rồi thì bây giờ là muốn biết tình trạng cụ thể rõ ràng hơn nữa thì phải mở xe ra. Thì mở xe ra là kiểm tra cái gì? Bạc đạn bánh, nhông sinh dĩ, cổ phụ chẳng ba trước và vệ sinh heo dầu. Thì tầm là kinh tế 5 đến 7 cũ. Cảm ơn các bạn. Rồi chào các bạn. Khi các bạn đã đồng ý với số tiền mà mình đưa ra cho các bạn thì em sẽ bắt đầu em tiến hành em làm. Thì lúc mà tiến hành em làm thì em sẽ mở ra và em sẽ báo giá. Thì ngày hôm nay em nói chị ơi, bây giờ em báo giá cho chị tại thời điểm hiện tại là 5174. Đó thì chị đồng ý với cái mà những cái em kiểm tra chị cần hư hỏng, cần thay thế những món nào thì em sẽ thay cho chị. Đó thì bắt đầu là mình sẽ tiến hành mình làm. Thì giờ đầu tiên á là bao tay. Đây tất cả phụ tùng mình làm nè, là mình sẽ mua phụ tùng hãng hết toàn bộ. Và giữa cái giá thành mà các bạn mua phụ tùng này và các bạn mua đồ lô thì nó sẽ chênh lệch nhiều. Cho nên các bạn đừng thắc mắc là tại sao anh Tây làm giá này, ở tiệm khác làm giá kia. Khi mà mến anh Tây tới anh Tây làm thì đó có một giá thôi, là xài phụ tùng chính hãng của Honda. Bây giờ đầu tiên nè, các bạn thấy cặp bao tay của người ta bị rách không? Thì em thiết kế là em thay qua cặp bao tay ống ga mới. Cái bao tay nó sẽ dính ống ga trong này luôn để nó không bị rách là một. Với lại cái này nó chai nó cũ rồi, lấy cái thao để anh bỏ mấy đồ mới vô. Xong qua tay thắng. Tay thắng này á thì chị đi á nó bị cong đó, bị cong và bị móp nè, thì em sẽ thay một cái tay thắng mới. Và sau đó em sẽ gỡ hết bình dầu này ra nè, bảo gỡ hết bình dầu này ra đây. Với lại đây cái băng vệ sinh em nói á, kéo này ra nè em, là nó nằm ở dưới đó đó các bạn. Rồi quay qua lại tay thắng nè. Phúc ơi ra đó, tay thắng nằm đây. Và giờ em sẽ gỡ này ra hết, em vệ sinh heo dầu trên và heo dầu dưới. Đi qua bên chỗ ông Phát. Rồi camera tới xét anh nè. Dĩ thắng trước nè, thì dĩ thắng trước xe này cầm bánh bỏ đi rút cầm đóng ăn bua hả? Rồi hả? Đây thì dĩ thắng em sẽ thay cái dĩ thắng trước của hãng đó. Rồi đây cái dĩ thắng chủ xe nè, nó bị mòn, nó bị khuyết nè các bạn. Còn dĩ thắng hãng mới của mình thì nó không bị. Và tại sao phải thay? Bởi vì nó khuyết á. Và ví dụ khi các bạn thay bố thắng trước thì các bạn phải thay dĩ thắng trước luôn. Rồi thấy không, cái này nó mặt nó bị khuyết nè. Và khi thay bố trước hãng thì phải thay dĩ thắng hãng và phải vệ sinh luôn heo dầu nếu đi quá lâu chưa làm gì tới nó. Rồi phốt bánh trước sau. Cái phốt bánh này á em cũng mua cho các bạn là phốt bánh hãng luôn. Là bánh trước là của mình á, là nó sẽ có một cái nè, hai cái nè, bánh sau nó một cái nữa, tổng ba cái phốt bánh. Rồi rút căm trước sau là em đang đi làm, đóng đăng bua em đang đi làm nè. Vỏ mắt xích là làm xong em về luôn. Lọc gió thì bây giờ em sẽ mở ra em kiểm tra chị nè. Cao su gấp và cao su đầm đây.
em soạn cái combo ở sau ra cho các bạn coi. Thì cao su gấp là cái gì, cao su đùm là cái gì, thì anh em nào mà làm ở tiệm em mà không biết á thì có rõ ràng luôn. Đây cái này là nè, camera đứng đây em, cái miếng đó các bạn thấy đen phu đó là nó là màu trắng á, là đây, đây là cái cao su gấp mới nè. Thì cao su gấp đó, cái đó kêu là cao su gấp. Rồi là cái này nó nằm ở đây. Rồi cái này là nhông sơn dĩ của mình, là em xài nhông sơn dĩ DD mặt trời xịn nè. Đó, cao su đầm. Đó, bố thắng sau. Xe này trước xài dĩ thắng nhưng mà ở sau là có bố thắng, mình phải thay bố thắng sau. Rồi cao su gác chân trước, cao su gác chân sau, là hôm qua em giải thích cho các bạn rồi đúng không. Thì đây, trong hãng người ta bán full cao su gác chân sau là sẽ có cao su nè, bát bí tất cả đầy đủ chi tiết là đủ ráp nó lên đây. Rồi cao su cái chân trước là nằm ở đây đó, coi là biết luôn đúng không. Cốt chống đứng đây, cái này là cốt chống đứng này các bạn, là nó nằm ở đây. Thì xe đi lâu quá nó sẽ bị lỏng lỗ trống, lắc lỗ trống, và cần thắng nó mòn nữa. Cần thắng nó mòn thì em sẽ thay vô cần thắng mới luôn. Đây thay cần thắng là nó mòn đồ hết rồi, nó bị quét lỗ rồi các bạn, mình thay cần thắng mới, làm đổ sườn lại là chung luôn. Bạc đạn bánh thì em xài 5 cái bạc đạn bánh NTN đây. Rồi còn khi em thay băng vệ sinh thì đây, băng vệ sinh của các bạn đây. Cái khi mà các bạn đi quá lâu á, cái băng vệ sinh các bạn nó sẽ bị như vậy nè, mình phải thay băng là như vậy. Thì cái này là bộ bơm xăng, lọc xăng ở trên xe, đi lâu quá cái miếng này nó dơ, giống như là mình tới tháng mà nó bị dơ, mình phải thay băng vậy đó, nó ọc nhiều quá phải thay băng mới, chứ không thay là không có được. Đó thì mình sẽ thay vô đây. Rất nhiều anh em ngay cả con trai nó không biết cái vấn đề này nha. Rồi còn cái này là bộ sinh phốt để mà vệ sinh heo dầu. Ở đây nó là của tiệm bên trên nè, là có đồ hãng chính hãng Honda luôn nha. Rồi ở đây là của bộ heo dưới nè. Đó thì báo giá xong đã quay cho các bạn coi là món đồ đó nó nằm ở đâu, rồi sử dụng đồ gì, sẽ mở ra làm như thế nào. Thì bây giờ bắt đầu vô làm. Và ví dụ có tiền mua những món đồ này nhưng mà phải lắp ráp đúng kỹ thuật, mua đúng đồ rồi giờ lắp ráp đúng kỹ thuật và canh chỉnh cho người ta thắng thiết và an toàn nữa nha các bạn. Cảm ơn các bạn nhiều. Rồi thì giờ thay lọc gió, thì khi nào thay thì khoảng 1-2.000 km thì chưa đâu nha các bạn, gỡ tầm 5.000 km các bạn nên gỡ ra thay. Thì các bạn thấy cái mới bên tay trái các bạn không, là nó vàng khè, là nó đồ mới. Còn đây cái mà màu nâu hoặc màu đen bên tay phải đó là cái cũ, thì như vậy là bắt buộc là phải thay rồi đó các bạn, không còn vệ sinh lọc gió được nữa. Còn ví dụ đi 1-2.000 cây buồn qua vệ sinh lọc gió vẫn được, nếu làm tại tiệm em thì không tốn tiền. Rồi thì đây là phần bánh trước, đầu tiên là rút căm rồi nè, cái thứ hai là mới thay vỏ mắt xích mới nè, cái thứ ba là thay phốt mới nè. Rồi quay lại hôm nay để thấy thay bạc đạn bánh mới nè. Đó, nghiêng nghiêng chút để thấy rõ hơn nè, là thay bạc đạn bánh. Đó, còn ở sau á, đóng thân bu về là mình sẽ giải thích đóng thân bu là làm sao cho các bạn nữa nha. Căm rút là rút sao nè Khoa, đó là cây căm là cây nào, rồi vỏ là nào, rồi đó phốt là nào, phốt bánh là nào, rồi bạc đạn bánh là nào, là nằm ở trong á. Rồi ruột trước giá quá nhiều lỗ phát hiện ra, đó là phần phát sinh mình không biết được và chủ xe không biết được, là thay cái ruột bánh trước nữa nè, có thay ruột nha, ruột trước nằm ở trong cái vỏ lại. Thì các bạn mà muốn thay bờ màu đèn á mà xài được bền á, các bạn nên hàng gọng màu đèn. Thì riêng gọng màu đèn này là em tặng cho chị này luôn, bởi vì con gái biết chơi dám làm, cho không hỏi nhiều như mấy em thanh niên đó. Em hàng trước rồi, bây giờ em gỡ ra em thay bộ đầu đèn. Thì bộ đầu đèn mới á là em mua rồi, cái bộ đầu đèn đâu Khoa lấy anh phe cái hả. Đó thì em sẽ thay vô cái bộ đầu đèn đó, là nó chống rè, nó chống rè cái này nè các bạn. Đó rồi đi bền nữa, chớ thay đồ mới vô mà không có làm cái này nè thì thời gian sau là nó rè nó gãy lại không hiệu quả. Tổng tiền làm full cho ít là 977 nha, 7948. Tổng tiền làm cho xe full chữ X này là 7948, thay bao tay, thay tay thắng, vệ sinh heo dầu trên, heo dầu dưới,
thay vì tháng trước hẹn, thay phó tháng, rút cam, vợ mới, lọc gió. Hồi nãy quay cái vụ mà lọc gió đen không đen rồi, lọc xăng nằm dưới đây là cái băng vệ sinh quay luôn rồi, cao su gấp, cao su đầm là quay luôn rồi, thay luôn rồi, nhôm sơn dĩ xịn thay luôn rồi. 4 tháng sau, đóng tháng bu tháng sau là đóng ở trong đây nè các bạn. Nãy quên quay, do mới đi chợ lớn giờ. Cao su ghét chân sau, cao su ghét chân trước, thay lại là đẹp trai lại rồi. Bẻ ghét chân là tặng luôn, là sửa chân lại các bạn, không đúng tiền. Cổ phuộc chẳng ba trước và sau làm lại khỏi đúng tiền, làm xong luôn rồi. Cốt chống thay mới quay vô cốt chống rồi các bạn, thấy cốt chống mới luôn, quay vô lấy tay chỉ vô luôn. Rồi cần thắng thay mới, còn tần số thì để cũ. Đây là cần thắng thay mới nhưng mà để con số cũ lại, tiết kiệm được cái nào tiết kiệm. Làm lỗ sườn là chung cái chỗ hồi nãy, thay 5 cái bạc đạn bánh, thay một cái ruột trước, là cái đó là phát sinh, khi mà mở ra hết là mới biết. Bờ đầu trước bờ đầu sau, tại sao hồi nãy á, là nói là chủ xe không chịu thay, bây giờ thay. Thì mình mở ra hết, mình quay chủ xe coi, nói chị ơi, là bây giờ cái bờ đầu chị nè, nó bể hết rồi, em hàng nhựa không có nổi nữa. Vấn đề hàng nhựa là chỉ khắc phục tạm thời thôi nha, chứ không có thể mà khắc phục vĩnh viễn. Thì bây giờ cái giá tiền em báo chị là 6 mấy đó, thì chị coi phù hợp để em thay thêm cái này hay không, và báo giá tiền món đồ này luôn. Chị nói ok, thay đi tay thì mới dám thay. Xong chị nói à, lợp thêm cho chị cái yên em mu nữa, ơ lộn, yên em giái nữa, thì mới đồng ý. Và cái yên này thực sự á, là nó cũng xẹp nhiều quá rồi nha các bạn. Giống như là mút đó, mình ngồi lâu đó, nó cứng, nó chai. Thì giờ mình thay là cái mút kim đan mới rồi. Và cái này là lạp 2 tầng gọt đồ luôn. Chị nói là à, lấy cái yên chị thay mút thay da thôi, chứ đừng có thay nguyên cái yên mới. Các bạn thấy người ta con gái mà người ta nói hay không? Quá đúng. Cái yên còn xài lại được, nó hư mút hư da thì thay cái đó. Chứ thực sự á, là trên cái yên của mình á, khóa xe rồi à, khỏi rồi. Cái đế của nó có 5 sản xuất trên đây, thấy móc lớp ghê không, móc cả ra luôn đó, rất là quý nha. Em làm một cái chiếc xe dọn mấy chục triệu em vẫn giữ lại cái yên các bạn à. Rồi làm xong á thì em còn là rửa nguyên cái xe sạch sẽ lại nữa, để chiều tới lấy là nện lên chạy thôi. Tiền rửa xe tặng luôn, không tính tiền ba ga, tặng luôn không tính thấy ba ga mới, tại vì ba ga cũ chị là gãy một cái bát bên đây. Thấy tôi mơ gái gớm không, quá đã luôn. Rồi cảm ơn các bạn nhiều. Thay bố thắng không cũng thay, làm lặt giặt cũng thay, thay lập gió không cũng thay, làm mấy chục ngàn cũng làm mấy triệu cũng làm, cái gì cũng làm, chỉ không có làm tình làm tội thôi. Cảm ơn các bạn.